quý vị các bạn, hôm nay nhiều tỉnh thành tại Nam Bộ đã có mưa từ sáng đến chiều và khả năng còn kéo dài đến đêm nay. Sang ngày mai thời gian mưa sẽ rút ngắn lại, chủ yếu xảy ra vào chiều và tối. Diện mưa khoảng trên 1/2 diện tích khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to. Lưu ý trong ngày 18 và ngày 19 tháng 10, tuy mưa đang có xu hướng giảm, nhưng đây lại là hai ngày triều cường sẽ ở mức rất cao. Như tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn ở thành phố Hồ Chí Minh, đỉnh triều lúc 17:30 và 18:30 lần lượt là 1m68 và 1m65. Nguy cơ ngập úng các tuyến đường trũng thấp và ven sông. Do mưa giảm nên sáng mai thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực Nam Bộ sẽ có nắng nhiều hơn. Nhiệt độ cao nhất khoảng 29 cho đến 31 độ, vẫn là một mức nhiệt dễ chịu. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết biển. Quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau. Đêm nay có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Từ ngày mai, gió sẽ giảm dần.